Ngày 25 tháng 2, thông tin từ Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam đối với NVHN, sinh năm 1971, trú thị trấn Con Cuông, Nghệ An, giáo viên trường tiểu học Bồng Khê, huyện Con Cuông. Đây là nam giáo viên bị tố đụng chạm nhiều học sinh nữ trong trường. Trước đó, một học sinh nữ lớp 5 của trường tiểu học Bồng Khê, huyện Con Cuông đi học về và khóc kể với gia đình việc bị một thầy giáo trong trường ôm và có đụng chạm vào người. Sau đó, phụ huynh học sinh này đã phản ánh với nhà trường và chính quyền địa phương. Sau khi phụ huynh này tố giác, một số phụ huynh khác cũng phản ánh trước đó có nghe con em mình kể bị thầy giáo này đụng chạm vào cơ thể. Ngày 21 tháng 2, Ban giám hiệu trường tiểu học Bồng Khê đã tạm đình chỉ giảng dạy đối với nam giáo viên NVHN để cơ quan công an điều tra vụ việc. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, NVHN đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Theo đó, nam giáo viên đã nhiều lần sờ mó vào những bộ phận nhạy cảm của các học sinh nữ. Hiện, nam giáo viên này đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội dâm ô trẻ em. Vụ việc đang được Công an huyện Con Cuông điều tra làm rõ.